Rồi nhân cũng ra tới dùng cho anh Thuận ơi. Hôm nay thì có mua máy của anh Thuận thì treo cũng được một tuần rồi. Em thấy là giờ nó cũng có về, đạt hiệu quả cao. Đây là cái chòi để lá nè, đây là chuồng dơi nè. Thì em mua máy của anh Thuận thì cũng hồi chủ nhật, nhưng mà tại chỗ em là hơi xa, thứ năm tuần rồi mới nhận được máy. Thì em treo thì bữa nay cũng thứ năm tuần này cũng được tuần rồi. Đây thì anh Thuận xem giùm, đây một tuần á mà được gì là im lắm rồi anh Thuận ơi, đạt hiệu quả cao lắm rồi. Tuy rằng cái ngăn bên kia nó chưa có thôi, nó ít hơn ngăn bên đây, nhưng mà ngăn bên đây về gì là được lắm rồi. Đây của em chiều dài là nó tầm khoảng 14 mét, cột thì nó cái cây sắt này là nó tới 6 mét lận. Với em có đây, nó có đây là em đổ cái trụ bê tông thì em bắt lên, thì nếu mà tính hết nóc nhà luôn thì nó cũng tầm cỡ 90 mét vậy. Rồi thì cũng cảm ơn Thuận nhiều nha. Rồi một tuần mà đạt hiệu quả gì là cao lắm rồi. Đấy, nếu mà tuần sau có tiếp tục có phần nhiều nữa thì em quay em gửi anh Thuận thì chia sẻ cho anh em coi. Em cảm ơn anh Thuận nha. Rồi chúc anh Thuận mua ăn đất nha anh Thuận. Tới chiều nhân nó hút phân nha anh Thuận ơi. Đó anh Thuận coi dơi nó ra nè anh Thuận ơi. Đó rất là nhiều luôn Thuận ơi. Một tuần mà đạt như gì đạt lắm rồi anh Thuận ơi. Đó đó nó tuôn thì không nhiều, nhưng mà nó lâu lâu nó cũng tuôn chừng khoảng chục con vậy đó. Ồ, anh Thuận thấy đã lên trời quá trời luôn anh Thuận ơi. Đây em quay cho anh Thuận thì anh Thuận có chia sẻ cho anh em vậy anh Thuận coi anh Thuận. Đây nó giờ nó ra sớm anh Thuận ơi. Đây nó ra sớm. Ủa nó ra hơi chảy. Cũng còn trên chút ít mà thôi, sợ video dài thì Thuận coi lâu thì nhiêu đây thì cũng đạt lắm rồi. Cũng cảm ơn Thuận nhiều lắm. Rồi thì cuối lại thì cũng chúc anh Thuận mua ăn đất nha. Thuận dồi dào sức khỏe anh Thuận ơi. Rồi cảm ơn anh Thuận rất nhiều.